Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu cái khúc xạ kế điện tử đo nồng độ cồn của hãng Atago ha, model đây ha, model là ban gạch 36S Kepno 4436 make in Sa Păng. Đây ha, nó để được để trong một cái hộp trắng ha, đó. Hộp da rất khá là đẹp. Đó. Thì chúng ta khui hộp ra thì chúng ta thấy gồm có máy chính đây ha và cái giấy xuất xưởng calibration report ha. Cái nữa, cái đó là cái giấy, mấy cái giấy có liên và có liên quan ha, giấy bảo hành và hướng dẫn sử dụng nha. Đó. À, bằng tiếng Anh ha. Đó. Cái này là cái những cái giấy tờ kèm theo thôi. Cái gì? Máy chính ha, chúng ta review một xíu về máy chính đây. Trên mặt trên thì có ghi cái model van gạch 36S. Hôm nay có ghi đây cái khoảng đo 0 đến 35%, tức là 0 đến 35 gram trên 100 gram ha. Hiển thị đây là phần trăm. Cái độ chia nhỏ nhất của nó là 1%. Độ chính xác là cộng trừ 2% ha. Đây là cái phễu để chúng ta chế cái dung dịch là cần kiểm tra nồng độ cồn. Sau đó chúng ta đọc kết quả đây thôi. Chúng ta đo mới thì chúng ta set zero lại, bấm zero nó sẽ trở về nút zero. Mỗi lần đo thì chúng ta bấm nút start đây ha. Mở nguồn và bấm nút start. Do đây là máy mới ha, cho nên là mình không có tiện tháo cái băng keo gắn pin lên ha. Đó. Chúng ta tháo cái băng keo xanh này ra thì chúng ta dặn lại thì nó, chúng ta bấm thì nó lên nguồn thôi. Rất là đơn giản. Đó. Rồi các bạn có yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0904 259 271 hoặc là trên địa chỉ website các bạn có thể đặt hàng trực tuyến trên đó ha. Website iatechmark.com hoặc là gym-tech.com ha. Cái này thì bảo hành 12 tháng nha. Đây, mặt sau nó đây. Có khắc số serial number. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.